Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì theo cái thông tin mà cách đây khoảng tầm 1 giờ thì mình cũng đã cập nhật cho các bạn về cái việc mà cái dự án QNA3 thì nó sẽ có cái chính thức là cái phát hành cái chương trình Aerobe. Và cụ thể cái chương trình Aerobe thì như thế nào thì ở cái video này thì mình cũng sẽ chia sẻ đến cho các bạn, cũng như là check cách để chúng ta check xem là chúng ta có trúng vào cái chương trình Aerobe hay không, và chúng ta nhận được bao nhiêu cái đồng GPT. Thì cái đồng GPT này thì chính thức thì sẽ còn khoảng tầm 30 phút nữa thì sẽ được niêm yết ở trên cái sàn OKX. Thì mình sẽ cập nhật nhanh đến cho các bạn cái thông tin này để chúng ta kịp thời chúng ta check cũng như là xem lại cái thông tin như thế nào. Thì ở trên trang Twitter chính thức thì cũng cách đây chỉ có mấy phút thôi. Thì mình cũng đã rất là ngóng đợi cái thông tin này để mà chia sẻ kịp thời đến cho tất cả mọi người. Aerobe QNA3 đã chính thức được tiến hành và thời gian yêu cầu Aerobe mở từ 11:30, tức là 16:30 nhé, 16:30 giờ Việt Nam, ngày 28 tháng 2 năm 2024 cho đến 11:30, tức là 16:30, xin lỗi các bạn, là 18:30, 18:30 giờ Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 2024. Thì vui lòng truy cập trang Aerobe của chúng tôi tại qna3.ai.aerobe gạch chéo Aerobe để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và hoàn thành biểu mẫu yêu cầu. Và để biết quy tắc Aerobe chi tiết như thế nào thì hãy tham khảo tài liệu bên dưới. Và cái tổng cung của cái đợt phân phối Aerobe này thì sẽ là nó có 5 triệu token, rất là thấp các bạn nhé, tổng chỉ có 5 triệu thôi. Như vậy là mình đánh giá là cái đồng GPT này khi mà niêm yết trên sàn OKX thì đảm bảo với các bạn là giá sẽ chắc chắn là sẽ rất là cao, và cái tính khan hiếm của nó là dựa trên cái nguồn tổng cung sẽ được Aerobe nhé nhằm mục đích thưởng cho khoảng 100.000 người dùng tích cực nhất của chúng tôi. Nếu như bạn bỏ lỡ đừng lo lắng, vòng Aerobe thứ hai của chúng tôi sẽ diễn ra sau 1 tháng, tức là sẽ có một cái vòng Aerobe tiếp theo nhé. Nhưng mà cái vòng Aerobe tiếp theo này thì mình nghĩ là cái giá của cái đồng GPT thì nó sẽ giảm và chúng ta sẽ không được nhiều, và hãy tiếp tục tham gia và đảm bảo nhận trước các khoản tín dụng của bạn ở cái vòng tiếp theo. QNA3 sẽ được dành riêng để đảm bảo rằng các thành viên cộng đồng chân chính nhận được phần thưởng Aerobe tối đa sẽ là liên tục thực hiện các biện pháp chống lại tài khoản spit và bot, tức là cái tài khoản giả mạo cũng như là tài khoản bot ấy. Hãy để Aerobe bắt đầu. Như vậy thì đã có cái thông tin chính thức vào đây, các bạn đã check cái tài khoản này đó, thì các bạn cũng đã chia sẻ ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta check xem là chúng ta nhận được bao nhiêu cái đồng GPT từ cái đợt Aerobe của cái dự án này nhé. Thì nó ở đây thì nó cũng chia sẻ cho chúng ta là cái về cái chiến lược thả rù, tức là cái chiến lược Aerobe. Quy tắc Aerobe: vòng đầu tiên phân bổ token hoạt động và tín dụng của bạn, xác định chia sẻ của bạn. Chúng tôi đảm bảo những người tích cực nhất trong số các bạn sẽ được khen thưởng xứng đáng với các tài khoản bot được lọc ra để đảm bảo công bằng. Bạn sẽ đủ điều kiện nhận Aerobe nếu như bất kỳ điều kiện nào trong 3 điều kiện đáp ứng. Người tham gia tích cực: thứ nhất là ảnh chụp nhanh của chúng tôi sẽ được thực hiện vào ngày 25 tháng 1. Đấy, đợt này chụp từ 25 tháng 1 thì khá là sớm. Và những người tham gia có đủ mức độ tương tác sẽ được thưởng. Những người tham gia vào trước ngày 3, mùng 3 tháng 12 năm 2024 thì sẽ được nhận phần thưởng thêm theo cấp độ dựa trên cấp độ hoạt động. Người tham gia sâu sắc là những người tham gia thể hiện sự tương tác đặc biệt, bao gồm cả bỏ phiếu hàng ngày, đăng ký, đặt câu hỏi và khai thác đại sứ toàn cầu, và tất cả các đại sứ chính thức sẽ được cập nhật và đóng góp của bạn. Tokenomics này. Thì phần tokenomics này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi, thì mình cũng sẽ không chia sẻ cho các bạn nữa. Và chúng ta sẽ đi đến cái phần mà Aerobe. Các bạn copy cho mình, kích vào cái link này này. Link này thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Các bạn copy cho mình cái link này. Sau đó thì các bạn mở cái ví ra cho mình. Các bạn làm ở cái ví nào thì chúng ta sẽ mở ở cái ví đó nhé. Thì ở đây thì mình làm ở trên cái ví web 3 của sàn OKX. Trên cái ví MetaMask thì nó cũng tương tự như cái ví OKX thôi, nó không khác gì cả. Thì ở cái phần mà khám phá hay là cái phần trình duyệt hay mục đáp của ví Chutronet thì đều tương tự như vậy. Thì các bạn dán cho mình cái link qna3.ai gạch chéo Aerobe, thì các bạn kích vào hoàn tất cho mình để chúng ta truy cập đến cái trang Aerobe để chúng ta xem là chúng ta nhận được bao nhiêu cái đồng Aerobe. Các bạn có thể tự check cái tài khoản của mình
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ là kết nối. Ở đây là xem là mình đã kết nối chưa. Đây là mình đã kết nối này. Vì các bạn kết nối với cái mạng là BNB Smart Chain nhé. Rồi, tiếp theo là iZOP này. Có thể là mình sẽ không trúng đâu. Không phải là cứ ai tham gia thì cũng được đâu. Rồi, ở đây hình như là mình cũng không nhận được một cái đồng GPT nào nhé, các bạn nhé. Đây, mình sẽ dịch sang phần tiếng Việt này. Số tiền iZOP của bạn là 0 GPT. À, như vậy là mình không trúng vào cái chương trình Aerobe này. Nếu không thì cũng đã có cái phần mà thông tin số dư của cái đồng GPT của mình ở đây. Đó, như vậy là mình đã không trúng vào cái kèo này nhé. Đây là mình đã kết nối với ví rồi này. Cái ví này là ví mình đã tham gia chương trình Aerobe này. Đó, vì cái sự kiện Aerobe đợt đầu này thì họ đã chụp cái ví của chúng ta từ ngày 25 tháng 1 cơ. Như vậy nó họ chụp khá là sớm và có thể là chúng ta tham gia sau đó, hoặc là chúng ta một quãng thời gian dài chúng ta tham gia không tích cực vào dự án, cho nên chúng ta không trúng vào cái chương trình Aerobe này. Rồi, như vậy là không không trúng các bạn nhé. Ok, thì không sao cả, bởi vì nếu như các bạn không trúng vào cái đợt đầu thì chúng ta sẽ còn một cái chương trình Aerobe của cái đợt 2, và hy vọng rằng thì cái đợt 2 thì chúng ta sẽ tích cực hơn và chúng ta tham gia tích cực hơn cái dự án này để chúng ta trúng vào cái dự án này các bạn nhé. Video này thì mình cũng sẽ xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.